chào anh em. Hôm nay mình có một bộ PC khá là hay muốn giới thiệu đến anh em. Và nó hay ở điểm gì? Thì nó hay ở cái đó là hình như là lần đầu tiên mình lắp main Gigabyte anh em ạ, đúng không? Anh em thấy là main Asus thì gần như là bạt ngàn rồi. Main ASRock thì cũng rất là nhiều, main MSI thì thỉnh thoảng có, nhưng mà main Gigabyte thì gần như là chưa xuất hiện trên kênh. Đấy, thì hôm nay là mình có một mã main Gigabyte Z790 Aorus anh em này. Đây, Z790M Aorus Elite. Vì sao mình chọn con main này? Bởi vì là khách thì cần một con Z790 size MATX. Tuy nhiên thì nếu mà ngó sang Asus này và ngó sang MSI thì hai hãng đấy lại không có con nào anh em ạ. Mình tìm mấy mã và mấy nhà phân phối nhưng mà lại không có con Z790 size MATX nào, mà Gigabyte thì lại có. Đấy, nên là mình sẽ dùng cái con Z790M Aorus Elite này. Thì chúng ta sẽ cùng ngó qua một chút về tổng thể thiết kế nhỉ. Này, anh em nhìn qua nè. Đấy, vuông vức gọn gàng. Đúng ra ấy, các hãng làm mấy cái kiểu Z790 MATX này khá là hay, bởi vì là anh em bây giờ chơi vỏ MATX nhiều, thích kiểu gọn gàng, nhỏ gọn nhưng mà vẫn hiệu năng cao, thì cái con Z790 này rất là phù hợp với những anh em nào mà chơi kiểu main gọn gàng. Đấy, thì chúng ta sẽ ngó qua một chút là phần giáp tản này. Giáp tản có chữ Aorus này, khá là đẹp. Aorus thiết kế khá là đẹp anh em ạ. Giáp tản này, phần tản bên trên của VRM rất là phẳng này, phẳng đẹp này. Cấp nguồn thì chúng ta có là một đầu 8, một đầu 4 này. Đấy, xem là trên này thì sẽ có cổng 5V này, cổng 12V này. Ở cổng fan ở đâu nhỉ? Ở à đây, fan đây, fan trong này anh em nhé. Cổng fan ở trong này. 4 khe RAM. Và anh em để ý giúp mình này, khe 2 và khe 4 thì nó bọc thép, nhưng mà khe 1, khe 3 thì lại bình thường. Có nghĩa là hãng sẽ ưu tiên nếu như mà anh em dùng 2 khe RAM ấy thì nên lắp vào khe 2, khe 4. Thì lúc đấy anh em mới EMP được, còn lắp vào khe 1, khe 3 là không EMP được đâu. 24 pin này, cổng USB Type-C này, USB 3.2 này, khá là cơ bản thôi. Một cái tản nhiệt SSD M2 khá là đẹp. Thiết kế của Gigabyte năm nay kiểu phẳng ấy, phẳng tối giản và đẹp. Và ở phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm 2 khe M2 nữa. Tổng thể thì cái bên này vẫn có 3 khe SSD M2 cho anh em thoải mái về cái vấn đề lưu trữ này nhá. Khe PCI cắm cạc đồ họa, bọc thép rất là to dày và chắc chắn luôn. Đấy. Xem nào, còn cái gì nữa không nhỉ? Xem các cổng kết nối đằng sau nhá. Kết nối đằng sau thì chúng ta có một cổng quang. Ủa? Và nó chỉ có một cổng layout và một cổng mic thôi. Cái cổng layout này thì anh em cứ hiểu nôm na đó là cổng âm thanh bình thường anh em hay cắm ấy, là cổng 3.5 ấy. Thì anh em cứ cắm tai nghe vào đây là xong. Và một cổng mic và một cái cổng cổng quang thôi, cổng quang chưa âm thanh. Và mã này thì nó cũng không còn trang bị nhiều cổng âm thanh như là trước nữa. Thực ra là những cái loa 5.1 mà dùng cổng analog bây giờ cũng ít ai dùng, nên là hãng bỏ đi là cũng đúng thôi, cho nó gọn gàng. Chúng ta sẽ có là khá là nhiều cổng USB này, một cổng Type-C này, có cả HDMI, cả DisplayPort. Đấy. Nói chung là cũng khá là đầy đủ cho anh em chơi. Và đi với con main Z790M này thì mình có một con chip khá là vừa tầm, nó là con Core i5-13600K. Bộ hôm nay thì ngân sách vào khoảng 27 triệu anh em nhé, 27 triệu. Nhưng mà lại không có cạc đồ họa. Có nghĩa là khách pick sẵn linh kiện rồi và khách bảo là mình cứ dựng theo cái list này của khách thôi. Đấy, và cái bộ này thì khách là để về sau, khách nâng lên là 4080 anh em ạ. Đấy, nên là cứ chuẩn bị sẵn đồ thôi, về sau thì chỉ việc cắm 4080 vào là xong. Thực ra thời điểm bây giờ mua cạc rất là rẻ, tuy nhiên thì khách lại chưa đủ ngân sách, nên là chỉ cần chờ đủ ngân sách phát là chiến luôn thôi. Thì 13.600K là thoải mái cân với cả 4080 rồi. Anh em không cần đắn đo suy nghĩ nhiều về con này thì rất là mạnh rồi. Tiếp đến là phần RAM và SSD. RAM thì là RAM DDR5 nhá. À quên, cái phiên bản main này là chạy RAM DDR5, nên là cái kit RAM ngày hôm nay mình dùng cũng là RAM DDR5 luôn. Và đó là RAM Kingston Fury Bit Density. Con này là 2 thanh 16, tổng dung lượng là 32GB RAM và bớt là 6.000 luôn anh em nhá. Bớt tận 6.000 luôn. SSD là KC3001T này, con này quen mặt rồi, không nhắc lại nữa. Và hệ thống vỏ nguồn tản ngày hôm nay thì khách thích gọn gàng, thế nên là mình có một con vỏ AP201. Con này là phiên bản kính cường lực, mặt hông là kính, sẽ nhìn được bên trong, chứ không phải là cái bản nhiều lỗ DCC cũ. Tản thì mình lắp là con LT720. Tản này thì khá là thừa với con 13.600K.
chắc chắn là kéo thoải mái con 13600K này rồi. Và cái AP201 thì nó có một cái đặc điểm, đó là nó là vỏ nhỏ nhưng mà nó lại lắp được những con tản rất là khủng. Có thể lắp tản 360 ở trên nắp anh em nhé. Đấy, và cái nguồn ngày hôm nay thì mình dùng một con nguồn cũng rất là chất lượng của Super Flower, con Lipdex 850W Gold. Con này thì có một cái điểm mình rất là thích, đó là nó có sẵn cái dây. Cái dây này nó là dây 600W cơ, nên là về sau khách cắm 4080 là thoải mái luôn này. Đấy, nguồn này thì nó sẽ đi kèm cái dây này, khá là hay. Và 850W Gold thì chắc chắn là chơi tốt với cả 4080 và Core i5 rồi. Cái này thì anh em không cần phải đắn đo, không sợ là phải lên nguồn 1000 hay là gì cả. 1000 thì anh em chơi với 4090 thì nó sẽ vừa hơn. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái cấu hình PC có thể gọi là chờ thủ được. Thì tầm giá khoảng 27 triệu. Anh em nào mà có nhu cầu mà dựng kiểu này mà cần lắp thêm VGA thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook ở dưới phần mô tả thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em nhìn, đây là một bộ PC văn phòng, không có cạc đồ họa. Bên trong đã chống hết chống hát luôn. Anh em có thể ngó qua một chút về bên trong nhá. Mình sẽ ngó vào bên trong trước cho anh em xem. Và cái phần ở phía dưới này, mọi lần là hay lắp hai fan ở dưới và lắp cái cạc đồ họa vào đây ấy, thì trông cái cây nó sẽ đầy đặn rất là nhiều. Nhưng mà cái cây hôm nay thì nó cực kỳ trống luôn. Mặc dù là một cái cây mini nhưng mà ở phần dưới này này vẫn còn rất rộng luôn, rộng mênh mông luôn. Riêng cái phần dưới này thì anh em có thể lắp một con 4080 thoải mái luôn. Phần dưới này rất là dài luôn. Đấy, thì về sau khách nâng cấp lên 4080 là lắp vào đây là tẹt bô thoải mái luôn và vừa khít. Đấy, còn lại thì ngoại hình thì đây là một cái cây nhỏ gọn, mã vỏ là Asus AP201 anh em nhé. Đây là phiên bản mà có kính cường lực ở cạnh hông. Cái mã này thì nó sẽ có hai bản đấy, một bản là cạnh hông là lưới, còn cái bản mà mình nhập về là bản mới thì nó sẽ có kính cường lực, thì anh em có thể nhìn được những cái linh kiện ở bên trong. Còn bộ hôm nay thì khách cũng không yêu cầu là phải đèn đóm hay là không cần yêu cầu về ngoại hình gì cả, nên là chỉ cần bên trong nó đơn giản và nó đen thui thôi. Đấy, thì bên trong nó đúng đen thui thật anh em ạ. Anh em nhìn bên trong này. Đấy, chúng ta sẽ có một con main Z790M Aorus Elite. Đây là phiên bản có wifi. Thì những cái cây nhỏ gọn này anh em dùng wifi và dùng bluetooth thì rất là hợp lý luôn. Wifi thì đỡ phải dây dợ kết nối dây mạng này. Còn bluetooth thì anh em có thể kết nối với cả phím chuột và loa không dây, đều rất là ngon lành. Và đi với con Z790 này thì chúng ta có một con chip rất là khỏe, con Core i5-13600K thì đã nằm bên trong này rồi. Và cái tản nhiệt nước rất là đẹp luôn. Đây là cái LT720. Sẽ có nhiều anh em bảo là cái logo này này nó bị ngược. Tuy nhiên thì nếu như mà lắp cái ống này này nó quay xuống dưới thì cái ống nó sẽ bị quắn rất là xấu. Đấy. Mà cái ống này thì không thể lắp ở phía trước này được, vì là phía trước nó bị vướng cái nguồn, bắt buộc là phải vòng cái ống ra phía sau này. Nên là cái đường ống đi như thế này là nó đẹp nhất và hài hòa nhất. Nên là phải chấp nhận là cái logo nó bị ngược. Cái này thì chấp nhận thôi. Còn nếu mà để cái ống phía dưới thì nó khá là xấu và quắn, dây nó sẽ bị dư rất là nhiều. Đây là cái tản nhiệt nước có 3 fan 360, nên là hiệu suất làm việc rất là cao rồi, thoải mái cân tốt con 13600K ngày hôm nay. Và đi với cấu hình này thì chúng ta sẽ có là 32GB. Đấy, cũng đen xì xì luôn, Kingston Furibit và là RAM DDR5 bớt tận 6000 anh em nhé. Và cung cấp nguồn cho cả hệ thống sẽ là một con nguồn Super Flower 850. Riêng con nguồn này thì về sau anh em lắp 4080 là thoải mái luôn. Bởi vì là 4080 thì hãng người ta cũng chỉ recommend là nguồn 750 thôi. 850 Gold là rất là ngon lành rồi. Và cái mã này thì nó lại đi kèm sẵn một con dây 16 pin. Về sau thì anh em chỉ việc cắm mỗi cái dây đấy vào cạc đồ họa là xong thôi. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái bộ PC chờ thủ ngày hôm nay. Và cũng có thể gọi là một bộ PC văn phòng gọn gàng. Đấy, thì anh em nào mà thích kiểu này mà muốn build kiểu này thì có thể liên hệ mình qua Zalo, Facebook ở dưới phần mô tả thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Còn hôm nay thì chắc là dừng tại đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.